Phật dạy mục kiêu liên cứu mẹ, xa vật tài tứ xứ cung dương tăng. Ba thánh đề khi xưa sống trên đời, không tin nhân quả, bất kính tam bảo, xua đuổi chúng tăng. Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục, chịu khổ đau đói khát vô cùng. Mục kiêu liên rất đỗi xót thương, vâng lời Phật dạy. Mùng kiều liên thiết lễ cúng dường trái tăng, báo hiếu công sinh thành, nhờ phúc lành cao quý. Nói đức hiếu mùng kiều liên cứu mẹ, mùa vu lan đệ tử chúng con, dâng phẩm vật cúng dường chư đại đức. Xin thỉnh nguyện quy ngài nạp thọ, mang phúc lành trần gian. Nguyện cầu cho cha mẹ bình an, nguyện cầu cho con cháu thao hiền, nguyện cầu cho cứu nguyện thân tổ, nương phúc bao này sớm được siêu sinh. Vu Lan hồn mùng kiều liên cứu mẹ, Vu Lan hồn trả nghĩa thâm ơn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô đại hiếu mùng kiều liên Bồ Tát. Vu Lan hồn đệ tử chúng con, dâng phẩm vật cúng dường chư đại đức, mong phương lành trả nghĩa.